giám đốc marketing, các cái trưởng bộ phận về marketing, về truyền thông, về pr. Vâng, video bài học này trong chương trình cmo, tức là chương trình giám đốc marketing toàn diện, thì tôi xin phép được trình bày với các anh chị và các bạn cái chủ đề có tên là chiến lược digital marketing dành cho các cmo. Vâng, chiến lược digital marketing thì có một số những cái nội dung như là chiến lược là gì, các cái chiến lược digital marketing và một số cái bài học thực tế ở đây. Thì cái phần À, bài giảng này thì tôi cũng trước đây thì tôi cũng được à, vinh dự đi giảng cho tập đoàn Viettel thì à, tôi cũng chuẩn bị một cái slide ngắn ngắn như này thì tôi sẽ trình bày với các anh chị và các bạn ở đây thứ nhất là chiến lược là gì thế thì chúng ta à, thường à, có cái sự à, phân biệt giữa chiến lược với lại à, kế hoạch đúng không ạ hay là với chiến thuật thế thì chiến lược là tập hợp các quyết định về các mục tiêu dài hạn và các biện pháp các cách thức các con đường để đạt được cái mục tiêu đó và mục tiêu này phải là mục tiêu dài hạn và thường thì à, dài hạn ở Việt Nam thì chúng ta thấy rằng là nó phải khoảng à, mục tiêu phải từ 3 năm đấy à, còn hoặc là ngắn quá thì cũng phải cỡ một năm trở lên à, Chứ còn một vài tháng thì người ta không gọi là chiến lược mà người ta gọi nó là kế hoạch đúng không ạ vâng à, chiến lược thì trả lời cho câu hỏi là làm cái gì và không làm cái gì lựa chọn cái gì và không lựa chọn cái gì thế còn kế hoạch là lập ra các đường đi nước bước À, theo thời gian theo tuần tự vân vân để mà à, thực thi những cái chiến lược đấy ok thì chúng ta có thể hình dung ra đấy là chiến lược và à, theo sách vở thì à, chúng ta có ba cái cấp độ về chiến lược đấy. chiến lược cấp công ty à, chiến lược cấp đơn vị và chiến lược à, cấp đơn vị chức năng đấy. thí dụ công ty ở đây là cao nhất đúng không ạ và thì à, các bạn là ban giám đốc hoặc là giám đốc marketing, giám đốc kinh doanh, giám đốc chiến lược, thì các bạn sẽ đưa ra các cái chiến lược. Có người thì chiến lược tài chính, có người thì chiến lược nhân sự, có người thì chiến lược về marketing, có người thì chiến lược về kênh phân phối. Cứ quyết định cái việc là mục tiêu của chúng ta như thế nào trong dài hạn, thì chúng ta đều có thể gọi đó là từ chiến lược được. Thế sau đó thì cấp tiếp theo thấp hơn đó là về từng cái đơn vị của mình và sau đó là các cái chức năng của mình đó. Thế thì ở đây chúng ta nhìn thấy à, ví dụ như là cấp công ty à, hoặc là các cái cấp tổng công ty à, doanh nghiệp đúng không ạ? thì sẽ trả lời cho câu hỏi là ngành nào lĩnh vực nào công ty ta nên đầu tư Đấy. và tại sao đúng không ạ? Quốc gia lãnh thổ nào chúng ta nên phát triển đúng không ạ? Đấy. những cái à, cấp về đơn vị kinh doanh thì sẽ trả lời là làm sao để kinh doanh để bán hàng để marketing có hiệu quả đúng không ạ? Làm sao để cạnh tranh được với các cái công ty à, khác đúng không ạ? À, ví dụ như cấp chức năng, thì ở đây là các cái cấp bộ phận cấp thấp hơn thì làm sao để trả lời cho việc là làm việc hiệu quả, điều hành hiệu quả và tiết kiệm à, được chi phí mà vẫn à, đạt được những cái mục tiêu mà các cấp à, trên đã đưa ra. Đấy thì à, chiến lược thì nó phải là thông suốt từ trên xuống dưới à, chứ không phải là à, chống đánh xuôi kèn đổi ngược đúng không ạ? À, cái hình dung của nó à, giống như là con tàu À, hoặc là giống như là một cái đoàn tàu thì cái toa toa lửa kéo thì đấy chính là cái cấp công ty và những cái toa khác tiếp theo họ lại nó sẽ làm những cái cái đơn vị và cái chức năng của nó đấy, hoặc là một cái tên lửa nó bắn lên đúng không ạ thì à, cái bộ phận đẩy à, cái bộ phận mà nó phóng à, cái à, cái đốt cháy cái năng lượng để nó tạo ra à, cái cái lực đẩy để nó phóng lên thì đấy chính là à, cái cấp công ty đúng không ạ thế còn bên trong đó sẽ là các cái À, cấp đơn vị và cấp chức năng, ok. Thế thì à, theo ông Michael Porter thì đây là một à, học giả về à, cạnh tranh. Ông thường đi tư vấn cho các cái chính phủ và các tập đoàn lớn về cái chuyện là à, các chính phủ quốc gia thì nên cạnh tranh với nhau bằng cái gì à, các tập đoàn thì nên cạnh tranh với nhau bằng cái gì. Thì à, ông đưa ra được ba cái chiến lược cạnh tranh cơ bản. À, tôi nói là ba cái chiến lược cạnh tranh cơ bản chứ không phải là chỉ có ba cái chiến lược cạnh tranh này thôi, đúng không ạ? Thí dụ như là cạnh tranh bằng chi phí cost leadership vâng tức là nếu như bạn đã đi theo chiến lược cạnh tranh bằng chi phí thì bạn sẽ tìm mọi cách để giảm giá để giảm giá để giảm giá và bạn dẫn đạo về chi phí bạn rẻ tới mức mà đối thủ choáng váng đúng không ạ bạn rẻ tới mức mà uh, thị trường choáng váng họ rất yêu thích bạn sản phẩm của bạn rẻ nhưng mà tốt chứ không phải rẻ nó nhưng mà cái đồ vứt đi cái đồ hỏng cái đồ thối nát đó chúng ta phải hiểu rất rõ về về cái chuyện là cạnh tranh bằng chi phí nha chúng ta giảm được chi phí nhờ lợi thế nhờ quy mô sản xuất nhờ năng lực tài chính tốt nhờ quy mô sản xuất số lớn nhờ thị trường rộng khắp trên toàn quốc thậm chí là toàn cầu đúng không ạ nhờ máy móc công nghệ hiện đại cho nên là tốc độ sản xuất nhanh chất lượng sản xuất tốt rồi cái sai số rồi là những cái sai hỏng trong sản phẩm nó ít hoặc là không có thì nó sẽ làm giảm chi phí xuống và làm giảm được cái giá thành xuống Thì đấy mới gọi là cạnh tranh bằng chi phí Như uh, trong một cái video nào đó tôi đã từng nói là uh, Trước đây tôi đã làm nhựa đúng không ạ Và uh, tôi định uh, sản xuất một cái sản phẩm là cái cốc nhựa uh, Cái cốc nhựa nó như thế này Đây tôi sẽ tìm cho các bạn <laughs> Cốc lọc nước Đây đấy, Cái sản phẩm này đó. Thế thì hồi đó thì tôi phát hiện ra là um, Cái sản phẩm này À, có một cái thị trường rất là ổn định đúng không ạ bằng cách là mình sẽ sản xuất ra và mình tìm những cái đối tác như là kangaroos là carofi rồi vân vân à, mình sẽ trào những cái cốc này à, cái cốc này thì là đối với một công ty một cái nhà máy sản xuất nhựa là mình có thể ép ra à, thế tuy nhiên thì khi mà mình lấy khuôn về mình ép thì mình thấy là cái sản phẩm mình ép ra cái chất lượng nó nó không bằng được so với đối thủ thực sự là mình đã mang các sản phẩm mẫu về mình xem thì họ lọc cái cốc nó rất là chăm, nó rất là đẹp rất là mịn Đấy, và các cái kỹ thuật về mặt về mặt kỹ thuật ép thì nó cao hơn hẳn à, cái đường bo đường viền rồi à, tất cả mọi thứ của nó rất là sắc nét à, và đẹp đúng không ạ à, trong khi đó nó lại người ta chỉ bán rất là rẻ người ta ép ra người ta bán à, một cái con số tôi lấy ví dụ là khoảng 100 ngàn nhưng trong khi đó mình chỉ sản xuất ra đã hết 120 ngàn rồi à, Thế thì mình sẽ à, không thể cạnh tranh được không thể cạnh tranh được đó Thế thì câu chuyện là làm thế nào họ lại làm giảm giá được đúng không ạ? Ừ. Thì thí à, dụ như là mình ép một cái khuôn chỉ có một cái cốc, nhưng mà họ ép một cái khuôn có hai cái cốc hoặc là thậm chí họ đã cải tiến là ép một cái khuôn lên đến bốn cái cốc. Thì cùng một thời gian nhưng mà sản lượng của họ tăng gấp hai lần hoặc là thậm chí tăng gấp bốn lần thì làm sao mình cạnh tranh được với họ đúng không ạ? Rồi cái cái mức độ hoàn thiện của sản phẩm rất cao. Cho nên họ sẽ không cần phải loại sản phẩm họ không cần phải có người gọi là kiểm tra sản phẩm họ bốc thẳng từ máy sau khi mà ép xong bốc thẳng vào thùng luôn cho thẳng lên xe luôn đấy, thì họ cắt giảm được rất nhiều chi phí mà họ vẫn có lãi sản lượng họ bán vẫn rất tốt đó cái khái niệm đấy gọi là cạnh tranh bằng chi phí đúng không ạ hoặc là các cái hãng hàng không giá rẻ thí dụ như là spirit hoặc là jet blue À, thì tôi cũng sang Mỹ thì tôi cũng đã được à, đi cái hãng hàng không này rồi à, hãng không JetBlue, OK JetBlue Airways đây à, các bạn thấy à, một cái hãng hàng không của Mỹ thì à, nó là một hãng hàng không giá rẻ và nó cũng cũng có thể hình dung giống như là Vietjet Air ở Việt Nam, Đấy. tức là nó sẽ bán cái vé máy bay nhìn chung là rẻ hơn À, khá là nhiều so với những cái hãng khác đúng không ạ và chúng ta không phải trả bất kỳ thêm bất kỳ một cái khoản tiền nào à, cho những cái thứ lằng nhằng những cái dịch vụ không cần thiết à, thế nhưng mà với người với những người giàu đúng không ạ họ đi hạng thương gia thì họ lại muốn những cái dịch vụ lằng nhằng đấy ví dụ như là à, đồ uống nước hoa quả rồi này sâm à, banh rồi thì à, bánh ngọt rồi thì à, đồ ăn nhẹ vân vân rồi chăn đắp đúng không ạ vì họ sẵn sàng trả gấp đôi gấp rưỡi cái số tiền thậm chí gấp 3 năm lần cái số tiền mà một cái người đi hạng giá rẻ hoặc là hạng phổ thông. Thế thì người ta làm bằng cách nào thì người ta sẽ tổ chức những cái đội bay bằng những cái loại tàu bay giống nhau chỉ một loại tàu bay, một loại thân máy bay đúng không ạ? Thì làm gì? Họ sẽ giảm được chi phí vận hành, họ sẽ giảm được chi phí bảo hành, họ sẽ giảm được chi phí nhập nguyên liệu, họ sẽ giảm được chi phí đào tạo phi công, vân vân. Thì họ đi theo cái hướng như vậy thì chúng ta gọi nó là cạnh tranh với nhau bằng chi phí à, chứ không phải là à bây giờ nghe lời thầy Phan Anh sau đó là, là chúng ta à, cắt giảm chi phí bây giờ cái áo này đang 100 phần trăm cốt tông mình lại cho 30 50 trăm polyester vào đúng không ạ à, thì làm giảm giá thế nhưng mà mặc nóng điên người lên đúng không ạ rồi giặt thì nó nhăn nheo người ta không thích mặc à, người ta phải thích mặc là 100 phần trăm cốt tông thì nó mới thoáng nó mới mát nó mới thấm mồ hôi à, và cái mặt vải nhìn nó sang nó đẹp ví dụ như thế Đấy. OK, clear cho này nhá. Rồi tiếp tục là chiến lược khác biệt hóa, vâng, differentiation, à, cái chiến lược này để cho cho thấy rằng là chúng ta à, khác biệt về mặt sản phẩm, khác biệt về mặt thiết kế, khác biệt về mặt dịch vụ, nó khác biệt về mặt công nghệ đấy. để để chúng ta sẽ so sánh cái lợi thế của chúng ta à, so với đối thủ là gì thì chúng ta sẽ được quyền bán giá cao. Đấy. Thí dụ như iPhone, à, Apple vẫn theo đuổi một cái chiến lược đấy là à, định giá cao cho sản phẩm, đúng không? Các hãng khác bán rẻ tôi không biết nhưng tôi bán giá cao Thậm chí iPhone 15 sẽ ra tên là Ultra à, Dự kiến là như vậy đúng ạ Và lại tăng thêm 100 đô la 200 đô la cho một sản phẩm Nó cứ tăng 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 nhưng người ta vẫn mua Đấy, Người ta vẫn mua Bởi vì họ đổi mới, họ khác biệt Đấy, Và à, họ tạo được cái giá trị Rất là là tốt cho khách hàng Mà hiện nay à, Chỉ có hãng Apple và một số ít hãng Mới tạo ra được cái nhu cầu Theo kiểu là mỗi một năm khách hàng sẽ đổi một model đen đặc biệt là những khách hàng có thu nhập tốt, những khách hàng thích đổi mới và bằng chứng là tôi thấy là người Việt, người Việt rồi người Trung Quốc, rất nhiều quốc gia là người ta thích à, mua iPhone à, mới nhất, đúng không ạ? thậm chí họ còn phải xếp hàng để đi mua, rồi mua tranh, mua sớm. Thế vì sao lại như vậy? Rõ ràng là họ thích, rõ ràng là họ thích, các bạn ạ, không thể phủ nhận về điều đó. Rồi à, tiếp tục đấy là chiến lược thị trường ngách, tức là chúng ta sẽ đi vào một thị trường ngách một cái thị trường mà các cái đối thủ lớn người ta không để ý và từ đó chúng ta sẽ dần dần mở rộng dần vươn lên à, thị trường ngách thì nó có một số ưu điểm là cạnh tranh à, thấp à, và cái à, cơ hội xâm nhập thị trường là tốt thế nhưng mà nhược điểm có thể của nó sẽ là sau này nó sẽ không mở rộng được thị trường à, nó không mở rộng được thị trường và à, cái quy mô của nó sẽ bị giới hạn đó thế thì ở đây chúng ta cũng cần phải lưu ý nếu mà chúng ta lựa chọn thị trường ngách để chiếm nóng thì dần dần chúng ta phải mở rộng mở rộng mở rộng à, mở rộng bằng cách nào thì chúng ta sẽ mở rộng uh, cái uh, đối tượng tập khách hàng mở rộng cái danh mục sản phẩm thí dụ như là hãng nike là một cái hãng thể thao mà các bạn biết rồi à, ban đầu họ chỉ sản xuất các cái sản phẩm là giày dép quần áo dành cho các vận động viên chuyên nghiệp Nhá. đối tượng khách hàng của họ là các vận động viên chuyên nghiệp thế thì các bạn biết rồi đối tượng là vận động viên chuyên nghiệp nó rất là nhỏ số lượng nó rất là nhỏ Đấy, so với một cái thị trường đại chúng như thế này và à, sau này họ đã bắt đầu phục vụ cho toàn bộ thị trường Đấy, bất kể ai tập luyện hay không tập luyện thích phong cách thể thao thời trang rồi họ lăng xê cái phong cách thể thao thời trang đưa phong cách thể thao thời trang vào trong cuộc sống hàng ngày chứ không phải đi chạy bộ tôi mới mặc đúng không ạ tôi có thể đi làm tôi cũng mặc đồ thể thao được ví dụ như thế nhưng mà nó vẫn lịch sự một chút đúng không ạ vâng, rồi đi chơi tôi cũng có thể mặc được phong cách thể thao. Thế thì như vậy cái nhu cầu nó tăng lên, cái số lượng người mua nhiều lên, thì bắt đầu người ta mới bán được bán được và Nike là một trong những cái thương hiệu lớn của trên toàn thế giới cũng như là của nước Mỹ. Ok, thì đây tôi phân tích cơ bản cái chiến lược cạnh tranh theo cái triết lý và cái phương pháp của Michael Porter và các bạn cũng phải đặt ra câu hỏi khi mà các bạn là startup hoặc là các bạn làm marketing, các bạn làm kinh doanh là vậy thì công ty chúng ta, doanh nghiệp chúng ta, dự án của chúng ta cạnh tranh với đối thủ và thu hút khách hàng bằng cách nào? bởi vì nhiệm vụ của marketing đấy là thu hút và giữ chân, thu hút và giữ chân, thu hút bằng cách nào? mình giống như là một cô gái mình phải đẹp, cao giáo, xinh xắn, đúng không ạ? có học thức, đúng không ạ? có kỹ năng kiếm được tiền, vân vân thì rõ ràng là mình sẽ có sức hút rất mạnh mẽ mình có sức hút rất mạnh mẽ, đúng không? Dù người ta phải lao tới, Đấy, ok. Rồi tiếp theo đó là các cái chiến lược về digital marketing. Đấy, thế thì chúng ta đã biết rằng là hiện nay digital marketing là một trong những cái chiến lược vô cùng quan trọng mà các giám đốc marketing cần phải đưa vào trong cái chiến lược của mình về mặt dài hạn cũng như là ngắn hạn. Đó, nó có nhiều chiến lược, Đấy, nó có nhiều chiến lược mà chúng ta sẽ có thể áp dụng. À đây tôi tôi xin phép trình bày một số những cái chiến lược digital marketing cơ bản để à, các giám đốc marketing và các cái trưởng bộ phận về marketing và truyền thông cân nhắc à, chúng ta đưa ra chiến lược và sau đó chúng ta à, thực thi chiến lược bằng cách là chúng ta giao xuống các đơn vị của chúng ta thực hiện đầu tiên là chiến lược đa kênh thích hợp omni channel tức là à, chúng ta sẽ phát triển nhiều kênh à, Facebook, Google, Zalo, TikTok, website, à, app à, rồi thì sàn Shopee, sàn Tiki. À, rồi bán trong nước rồi bán nước ngoài rồi bán buôn rồi bán lẻ đúng không ạ à, chúng ta sẽ phải à, tối đa hóa cái kênh của chúng ta vừa chạy quảng cáo vừa làm à, các cái à, phương thức à, traffic tức là cái truy cập đến từ à, những cái hình thức à, tự nhiên và không phải trả phí Đấy. rồi à, tiếp theo là chiến lược cá nhân hóa à, chiến lược cá nhân hóa có nghĩa là gì có nghĩa là Chúng ta có thể cung cấp sản phẩm theo yêu cầu của khách hàng Thí dụ như là cái iPhone này Nó là cái sản phẩm uh, gọi là đại trà Đúng không? Cái nào cũng giống cái nào Nó chỉ khác nhau một chút về màu, về dung lượng, về kích thước thôi Thế bây giờ tôi muốn khắc cái chữ Phan Anh vào đây Đấy, Hay là tôi muốn uh, có một cái um, ốp lưng riêng của tôi ở đây Đấy, Hay là bạn có thể sản xuất uh, những cái túi sách uh, Dành cho uh, máy tính, uh, túi sách thời trang Nhưng mà À, vẽ theo yêu cầu, theo theo yêu cầu, dập theo yêu cầu, à, hoặc là marketing cá nhân hóa tức là gửi à, theo yêu cầu của khách hàng thì cái khái niệm như vậy à, chúng ta gọi nó là cá nhân hóa ngày nay cá nhân hóa có vai trò rất quan trọng và chỉ có à, thương mại điện tử Đấy, người ta mới giúp được à, cái người bán hàng có thể cá nhân hóa được một cách tốt đây là một chiến lược trong marketing vừa là cung cấp các cái sản phẩm cá nhân hóa, vừa là cung cấp các cái giải pháp marketing cá nhân hóa, vừa là cung cấp những cái thông điệp marketing. thí dụ như thầy Phan Anh cần cái sản phẩm này, nhưng mà người khác lại cần sản phẩm khác vậy thì hệ thống marketing nó phải gửi được đúng các cái yêu cầu, gửi được đúng các cái mong muốn của khách hàng. Đấy. Thế thì làm được bằng cách nào thì họ phải có hệ thống theo dõi khách hàng và phân tích dữ liệu tốt. Đấy. Có một câu chuyện đấy là một cái nhà bán lẻ có thể gửi gợi ý cho khách hàng chính xác toàn bộ cái nhu cầu tiêu tiêu dùng của họ bởi vì dựa trên cái hành vi mua sắm của chính khách hàng đó trên website và trên ứng dụng Đấy. hoặc là Facebook đúng không ạ chúng ta thường thấy là à, Facebook à, gần như là bạn chỉ cần nghĩ trong đầu thôi là Facebook nó đã chạy quảng cáo tới bạn đúng những cái gì bạn nghĩ rồi bởi vì nó theo dõi hết à, nó theo dõi cả bạn ở trong Facebook ở tin nhắn cái gì bạn like cái gì bạn thích cái gì bạn bình luận cái gì bạn đọc tin nhắn cái gì bạn trao đổi trên web cái gì bạn tìm kiếm đó, đó. theo dõi hết và à, facebook đã thừa nhận rằng là chúng tôi theo dõi người dùng ngay cả khi họ không đăng nhập mà cho nên là họ mới à, cung cấp cho chúng ta được những cái giải pháp quảng cáo tốt như vậy à, tiếp theo là chiến lược khác biệt hóa đúng không ạ à, digital cũng có thể có chiến lược khác biệt hóa thì à, chúng ta đã phân tích cái chiến lược này rồi thì tôi xin phép bỏ qua à, trả lời cho câu hỏi là sản phẩm có gì khác biệt dịch vụ có gì khác biệt và cái cái sự khác biệt này nó lại phải hướng tới là tạo nên cái trải nghiệm khách hàng tích cực đúng không ạ tạo nên những cái giá trị cốt lõi tạo nên những cái sự bất ngờ tuyệt vời những cái sự hào hứng sự kỳ diệu dành cho khách hàng chứ còn bất ngờ theo kiểu sốc theo kiểu chết đứng như từ hải thì không 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 làm được đúng không ạ vâng à, ok à, một chiến lược cũng rất là quan trọng tiếp theo đó là chiến lược tự phục vụ À, thông thường thì hiện nay các bạn muốn tăng được quy mô bán hàng thì các bạn phải làm cho khách hàng tự phục vụ được thí dụ như là họ tự học này họ tự thao tác này họ tự thanh toán này họ tự mua hàng này họ tự sửa chữa này Đấy, các bạn để ý như là facebook đúng không họ không hiện diện ở việt nam nhưng mà doanh thu của họ hàng tỷ đô la tại việt nam à, khách hàng tự học à, khách hàng tự xem video khách hàng tự chạy quảng cáo khách hàng tự nạp tiền khách hàng tự chat khách hàng tự khóc lóc nó chỉ ngồi nó thu tiền mới nó hỗ trợ một chút xíu thôi và tập đoàn viettel có nói một câu khi mà tôi trao đổi với họ một cái người đại diện và một cái người đại diện thôi à, anh ấy nói rằng là à, bây giờ một cái công ty mà có hàng trăm nghìn nhân sự cũng rất là kinh khủng bởi vì là cái áp lực về tiền lương rất là lớn đúng không ạ à, và các bạn biết đấy facebook nó không hiện diện ở việt nam nhưng mà doanh thu của họ là cũng khoảng 1,5 tỷ đô la tiền quảng cáo và số lượng các cái nhân viên trên toàn cầu của họ thì cũng không phải quá nhiều thế nên là chúng ta thấy rằng là họ sẽ cố gắng tự động hóa họ sẽ cố gắng là giúp khách hàng tự phục vụ được thì khi mà các bạn thiết kế bất kỳ một cái sản phẩm gì đặc biệt là các cái sản phẩm kỹ thuật số digital product thì chúng ta phải tính đến cái chuyện là chúng ta sẽ làm sao mà để họ có thể tự phục vụ và tự xử lý được vấn đề của chính họ bằng tất cả những cái à, video hướng dẫn bằng cách hướng dẫn sử dụng à, hay là hãng IKEA đúng không ạ à, một cái nhà à, làm nội thất sản xuất nội thất phân phối nội thất lớn của Thụy Điển thì các bạn biết rằng là ví dụ như họ gửi cho bạn một cái ghế thế là họ lắp ráp theo như giống như Lego thôi đây là Lego trong ngành trong ngành nội thất à, họ sẽ có các cái con số đánh 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 à, sau đó họ có cái bản sơ đồ bắt đầu ráp 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 và họ kèm theo ốc vít các thứ Đấy, họ làm full packing như vậy thì chúng ta chỉ việc lắp 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 thì như vậy chúng ta đẩy bớt cái phần uh, phục vụ cho khách hàng đi để chúng ta giảm chi phí và chúng ta mới có thể uh, bán hàng trên toàn cầu được đúng không? Còn nếu mà chúng ta khinh cả một cái giường đến thì làm sao mà chúng ta khinh được? Thế họ phải làm sao mà họ lắp ráp họ chia nhỏ những cái cái sản phẩm của họ ra thì họ mới có thể uh, bán hàng trên toàn cầu với số lượng lớn. Vâng. À, chiến lược phát triển nội dung content marketing digital content marketing ở à, đây là chúng ta cần phải tập trung vào phát triển nội dung cho các kênh đấy, và dùng nội dung để thu hút khách hàng nha thí à, dụ như sale web à, bây giờ ai chưa làm thì phải làm ngay sale web thí dụ như facebook ai chưa làm thì phải làm ngay thí à, dụ như là tiktok ai chưa làm thì phải làm ngay à, zalo đúng không ạ ai chưa làm thì phải làm ngay thế làm cái gì thì phải học đúng không ạ học phát triển content marketing Đấy, chủ đề là gì, công cụ là gì à, Công cụ như là mạng xã hội, facebook, zalo, tiktok Nhưng còn công cụ để sản xuất ra ra content nữa cơ Ví dụ như làm ảnh thì phải biết học photoshop à, Phải biết học các chỉnh sửa phần mềm hoặc là canva đúng không Làm video, cái video ngắn phải biết chỉnh sửa Cắt cúp, biên tập video, rồi thậm chí dựng phim Đấy, à, rồi thì viết bài thì phải có ý tưởng để viết bài Đấy. Đấy. Rồi làm video giống như thầy Phát Anh thì phải biết làm slide biết nhìn và nói vào cái máy tính chém gió như này tất cả như thế thì đấy người ta gọi là phát triển nội dung à, ngày nay à, các khách hàng và các cái thương hiệu người ta giao tiếp với nhau thông qua các nền tảng là mạng xã hội và trên các nền tảng mạng xã hội thì người ta giao tiếp với nhau bằng hình ảnh, bằng à, video, bằng bài viết à, bạn chia sẻ một quan điểm đúng không? bạn đăng bài lên tôi đọc bạn tôi thấy rất là thích bạn tôi thấy bạn rất là tuyệt vời tôi thấy bạn rất là là giỏi rất là xuất sắc tôi muốn theo dõi bạn cứ thế cứ thế thì tôi có lượng người theo dõi lớn, tôi càng nổi tiếng, tôi lên truyền hình phát biểu, tôi đi diễn này đi diễn kia, tôi ra sách, tôi ra hồi ký, vân vân, để làm gì để tăng cái lượt là tương tác cho thương hiệu, cho nhân hiệu của chúng ta lên, và đó chính là người ta gọi là sử dụng các cái phương tiện rich media để phục vụ cái việc mà phát triển nội dung giàu hình ảnh, giàu ngôn từ hoặc là sử dụng các cái hình phim hoạt hình đúng không? phim hoạt hình hoặc là 2D chúng ta có thể có nhiều cách hoặc là sản xuất những cái video bài giảng giống như thầy Phát Anh như này cũng là cái chiến lược phát triển nội dung và từ cái phát triển nội dung này thì chúng ta sẽ kiếm được các cái organic traffic tức là những cái truy cập miễn phí và từ organic traffic để chúng ta sẽ ra free data free data không phải là cái gói cước được miễn phí và free data tức là danh sách khách hàng hay là free lead đi cái cái danh sách khách hàng nhưng không phải trả phí à, Người ta sẽ vào à, Ví dụ như thế này nha Tôi cho các bạn xem Thí à, dụ như là người ta sẽ vào Người ta chat Với thầy Phan Anh à, Người ta hỏi là Anh ơi tôi muốn thế này Anh ơi tôi muốn thế này Đấy à, Người ta hỏi rất nhiều à, Ví dụ như thế Thì tự người ta vào Người ta hỏi Tự người ta vào Người ta hỏi à, Thế thì lúc đấy Mình chỉ việc tư vấn thôi Mình chỉ việc trả lời thôi à, Thì là, là Chúng ta thấy là Đó. tự người ta vào người ta hỏi. À, hoặc là đây là một cái Zalo khác, một cái Zalo cá nhân của tôi nữa, cái số 888 nữa cơ. Đây là một cái Zalo là số 333. Đó. Thế thì như vậy là mình chỉ việc trả lời và mình tư vấn để chuyển đổi thành khách hàng và cái 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 chi phí cho một khách hàng này nó gần như là nó bằng không Nói là nó bằng không thì không đúng bởi vì mình mất công mất sức làm nhưng mà mình không phải trả tiền quảng cáo cho Facebook, cho Google, cho YouTube. Các anh chị hiểu ý tôi không ạ? Vâng, tiếp tục ạ rồi à, chính là công nghệ hóa tức là cố gắng là à, cái gì mà công nghệ được thì công nghệ hết đi giảm bớt nhân sự xuống Đấy, cái ý là như vậy cái gì mà tự động hóa được thì tự động đi giảm bớt nhân sự xuống thì à, nó mới làm tăng được cái năng lực cạnh tranh của mình Đấy, và mình mới thể hiện rằng sản phẩm của mình có chất công nghệ cao Đấy, và lúc đó thì mình mới cạnh tranh được và mình mới giảm được chi phí mình tăng được sản lượng lên Đấy. hoặc là phải tối hóa cho nền tảng di động đúng không ạ mobile first Google nó nói rằng là mobile first tức là mọi thứ phải ưu tiên cho di động mobile first các bạn search cái từ khóa này thì sẽ biết mobile first là gì đây Đó. thiết kế cũng phải hướng tới trải nghiệm điện thoại di động Đấy, nha rồi thì app cũng thế phải thiết kế phải hướng tới làm sao mà responsive web cũng thế phần mềm cũng thế tốc độ phải nhanh đúng không ạ giao diện UX UI phải tốt nội dung phải tối ưu à, thì cái đấy người ta gọi là mobile first và cái này thì hầu như hiện nay những người làm công nghệ à, từ phần mềm phần cứng thiết kế web à, thì đều biết được là đều biết cái rõ cái à, cái cái chức năng này và cái yêu cầu này à, bởi vì ngày nay chúng ta truy cập bằng bằng điện thoại di động rất nhiều à, và chính Google là người đưa ra cái khái niệm nào à, mobile first một cái trang web mà nó thân thiện với thiết bị di động, nó dễ truy cập, dễ xử lý thì uh, nó sẽ được ưu tiên về mặt dữ liệu. trong nó chỉ phát phát biểu trong một cái câu như vậy thôi. thế nhưng mà khi mà chúng ta làm uh, sản phẩm, uh, rồi thì chúng ta uh, làm hình ảnh, làm video, uh, làm website, làm app, đấy, tất cả những cái thiết kế đấy chúng ta đều phải tính. đó chúng ta để ý ở đây khi mà chúng ta à, sử dụng những cái à, cái chuyện mobile first nó lấy một cái ví dụ trông như thế này và manifest of à, hiện nay chúng ta có rất nhiều các cái kích thước màn hình khác nhau à, văn hóa sử dụng điện thoại di động các chiến lược à, đây làm sao mà trải nghiệm người sử dụng nó phải nó phải tương thích nó phải nó phải tối ưu à, chứ không phải là à, cái cốc này nó to như này trên điện thoại xem vừa máy tính bảng xem vừa nhưng mà trên điện thoại này thì nó không xem được mà nó phải tối ưu nó phải vừa nó phải khít để như này cũng sẽ không không hợp lý à, trong cái điện thoại nhỏ nó phải vừa và trong cái điện thoại to nó phải vừa và trong cái màn hình ipad nó phải vừa và trong cái máy tính nó phải vừa tức là auto responsive nó phải tự động phản hồi à, thì đấy là một cái khái niệm đơn giản là tối ưu hóa trải nghiệm người dùng trên nền tảng di động mobile first à, tự động hóa rồi, à, xây dựng các hệ sinh thái, à, xây dựng các hệ sinh thái thì à, chúng ta có thể hiểu khái niệm hệ sinh thái như sau. À, ecosystem, rồi, à, ví dụ nha, các bạn search Apple đi, đó, à, các bạn sẽ thấy nó sẽ có những cái khái niệm à, ecosystem của Apple đây. À, nó có rất nhiều à, các cái sản phẩm vòng trong, vòng ngoài, đấy thiết bị phần cứng, sau đó là đến phần mềm, sau đó đến giải pháp. Các bạn cũng có thể là như là Google ecosystem. Đấy, đây, các bạn thấy là họ có đủ thứ đúng không? Thí dụ họ có Google Cloud, Google Workspace, trình duyệt Chrome, thiết bị di động chạy hệ điều hành Chrome OS, đúng không ạ? Thiết bị phần cứng. Google họ cũng sản xuất thiết bị cứng nhưng mà họ sản xuất mẫu, à, sau đó lại cho các hãng khác copy chứ họ cũng không không sản xuất để bán. Bởi vì họ có hệ điều hành Android họ cần phải tối ưu hệ điều hành của họ trên thiết bị à, Google Meet, à, hardware, software, đúng không ạ? vân vân Google Education à, từ Google tìm kiếm, Gmail hay là trình duyệt hay là rất nhiều các ứng dụng, rất nhiều các ứng dụng à, thì họ đều xoay quanh cái khái niệm hệ sinh thái. Chúng ta rất rất quan trọng nhất là các tập đoàn lớn chúng ta cần phải có hệ sinh thái Nếu như chúng ta không có hệ sinh thái thì khách hàng nó sẽ thoát ra khỏi hệ sinh thái của chúng ta Thí à, dụ như tôi là tôi xài hệ sinh thái của Apple tôi không không xài iPhone à, xin lỗi tôi đã xài iPhone thì tôi không xài Samsung à, tôi đã mua uh, điện thoại iPhone thì tôi sẽ phải mua đồng hồ của Apple Đấy, tôi đã mua máy tính à, Macbook thì tôi cũng xài iPhone chứ tôi không xài là Macbook xong lại tôi lại xài điện thoại Samsung xong lại tôi lại sử dụng đồng hồ của Xiaomi tôi lấy thí dụ như thế à, nó sẽ không nằm trong hệ sinh thái à, thì cái hệ sinh thái chính là là một cái cái rào cản để khách hàng không thoát ra khỏi hệ sinh thái và làm cho khách hàng liên tục liên tục mua sắm và à, tiếp tục kéo dài cái vòng đời của khách hàng à, rồi thì gia tăng giá trị khách hàng trọn đời trong cái khái niệm là TV mà tôi có nói với các bạn tất cả những hãng lớn đều nói về hệ sinh thái Microsoft ở Việt Nam thì có Viettel và và uh, Vingroup đấy là có hệ sinh thái khá là sắc nét khá là rõ ràng và một số những cái doanh nghiệp khác cũng có nhưng mà nó không sắc nét lắm đúng không ạ nó không sắc nét lắm đây à, ví dụ như các bạn có thể để ý à, thì Microsoft đây hiện nay cũng có rất nhiều sản phẩm. Ví dụ như là Dynamic 365. Đấy rồi thì Microsoft 365, Microsoft 365 đổi tên từ bộ Office, bây giờ người ta không dùng Office nữa. Không dùng cái tên Office, phần mềm Office. bây giờ người ta gọi là phần mềm Microsoft 365 luôn. Azure là các các cái phần mềm đám mây. mạng xã hội thì họ có LinkedIn. rồi thì các cái Power Platform ví dụ như Power BI rồi Visio vân vân rất nhiều các phần mềm nhưng họ tập trung chỉ làm phần mềm thôi, đúng không ạ? Cái gì họ không làm được họ mua. Thí dụ như LinkedIn, Skype họ mua. Đấy. Đây mình thấy nhìn thấy này. các sản phẩm Microsoft 365. họ sẽ bổ sung các sản phẩm dần dần dần. Dynamic 365. rồi thì nhiều lắm. Đây là hệ thống mà chúng ta có thể tìm hiểu thêm nếu mà không có thì họ sẽ bổ sung thêm các phần mềm khác Đấy chưa? À, hay là kể cả Amazon cũng có như vậy Đúng không ạ Amazon Đấy, chúng ta cũng sợt cũng sẽ ra Đấy, cũng sẽ ra đó Amazon care Amazon advertising uh, marketing service the payment Twitch Twitch là cái phần mềm streaming về game Amazon mua lại Amazon Studio uh, chuyên sản xuất phim hoặc là hợp tác sản xuất phim ảnh họ cũng có um, cái um, uh, Amazon video để 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 bán video giống như là Netflix và Hulu ấy. Amazon Prime rồi Amazon Retail, uh, Amazon Business, uh, Wholesale Food là họ mới mua lại đúng không ạ? Amazon Music, uh, Amazon uh, Web Service đó vân vân, Echo, Fire TV, Fire Kindle Fire, máy đọc sách, rồi Kindle Fire điện thoại, Amazon Flex là cái dịch vụ logistics, Fulfillment by Amazon vân vân. Các bạn nhìn thấy không ạ? Họ có tất cả đều muốn khách hàng chạy xung quanh và phục vụ nhiều các cái đối tượng khách hàng khác nhau để gia tăng sức mạnh trong hệ thống hệ sinh thái. Thì nếu như các anh chị và các bạn mà là doanh nghiệp lớn và đang 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 theo dõi cái video này thì hãy xin hãy suy nghĩ lại về cái hướng là mình sẽ phát triển hệ sinh thái như thế nào để cho khách hàng chạy một vòng chạy một vòng trong hệ sinh thái của chúng ta và uh, lấy khách hàng làm trung tâm đúng không ạ trong các cái chiến lược về marketing và kinh doanh thì luôn luôn lấy khách hàng làm trung tâm giải pháp gì dịch vụ gì cũng đều lấy khách hàng làm trung tâm hết đúng không ạ văn hóa xây dựng uh, văn hóa doanh nghiệp cũng lấy khách hàng làm trung tâm uh, văn hóa bán hàng văn hóa marketing cũng như vậy và uh, nâng cao trải nghiệm khách hàng trải nghiệm trực tuyến trải nghiệm uh, truyền thống nhớ rằng là ngày nay người ta trung thành với trải nghiệm, trung thành với lợi ích của người ta, Đấy. hoặc là chúng ta cũng có thể là đi theo những gã khổng lồ, hoặc là cũng có thể sao chép và làm tốt hơn Đấy. rất nhiều hãng người ta cũng chả cần nghĩ ra cái gì người ta đi sao chép, sau đó người ta làm tốt hơn, rẻ hơn, nhanh hơn cũng là một cái cách để chạm và vâng. đây cái các bạn có thể để ý cái mô hình hệ sinh thái của apple đây ban đầu cái mô hình kinh doanh cũ này sản phẩm phần cứng kênh phân phối và khách hàng à, sau đó họ thay đổi về mô hình này bên trong khách hàng ở giữa đúng không ạ các cái dịch vụ cái lớp bên trong là các dịch vụ à, apple store apple tv à, rồi thì mát đúng không ạ cloud nhạc vân vân à, sau đó bắt đầu vòng ngoài là các phần cứng iphone ipod rồi thì apple tv à, MacBook, iPad, rồi loa, rồi đồng hồ và sau này còn nhiều nữa. Và sau đó thì các cái dịch vụ sử dụng chính những cái sản phẩm này làm kênh phân phối. Thí dụ như ngày nay mua iCloud, các bạn không cần phải ra cửa hàng để mua iCloud đúng không ạ? Các bạn vào Apple Store, các bạn đào bục phát, các bạn thanh toán Apple Pay bục phát là xong. Thì đây là một cái, cái cái sơ đồ mà gọi là lấy khách hàng làm trung tâm, rất là dễ hiểu của của Apple. Tôi để đây cho các bạn xem thay đổi rất là ngoạn mục và nó rất là thành công rất là thành công vâng đây thì tôi cũng sợ cho các bạn xem đấy đây là của Microsoft của Google của Apple đấu với nhau như thế nào ba hệ sinh thái đấu với nhau như thế nào Facebook là một cái đơn vị mà chuyên đi sao chép đối thủ hoặc là mua lại các cái đối thủ mạnh mà cảm thấy có nguy cơ đúng không ạ? Vâng. À, thí dụ như là họ sao chép mà tính năng reels giống hệt tính năng của TikTok, à, Facebook, date để giống hệt của Tinder, à, rất nhiều, rất nhiều những cái công cụ như vậy. Ok, thì đấy là một số những cái chiến lược cơ bản của digital marketing. thì các anh chị có thể phát triển thêm các chiến lược của mình. Vâng. À, và rất vui khi được chia sẻ và trao đổi với các anh chị và các bạn về một số những cái chiến lược này. Và nếu như các anh chị và các bạn có bất kỳ câu hỏi nào thì xin vui lòng liên hệ với tôi để được tư vấn và trao đổi tiếp. Xin cảm ơn các anh chị rất nhiều. Xin chào.